Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Mình là Đỗ Chí đây. Hôm nay mình sẽ quay trở lại với tất cả các bạn. Ở cái video này thì Đỗ Chí xin chia sẻ và giao lưu với tất cả các bạn một cái cây hoa mẫu đơn đỏ thân một sùm, bóng sùm đã được vào dây vặn bộ tay sùm nó kín đẹp rồi các bạn. Đây, mời các bạn xem. Tay cạnh nó zin nguyên bản nha, đã được vào dây chỉnh sửa. Các bạn nhìn thấy là bộ tay găm nó đã đâm dày kín mít hết rồi. Đây, cây này là cái thân một có cây tử dưới gốc đây các bạn. Cây này là cây dòng cây đơn da nứt dọc mà nứt rất là nhiều đây các bạn. Xem nó già nua nứt nguyên nguyên bản từ dưới gốc lên tới ngọn luôn. Cái đoạn thoát thân này là 50 cm. Và cái thân nó là cái thân lớn là 18 cm đây các bạn. Rồi toàn quay tròn các bạn toàn. Rồi mời các bạn xem tổng thể cái cây đơn này. Cái quay ngược lại, quay ngược lại. Ừ. Thuận về kia đồng hồ dễ nhìn hơn. Và cứ quay đi em. Quay chậm chậm đi. Đây các bạn. Cây này là đường kính tán ngang là 1,6m đây các bạn. Và chiều cao nó là khoảng 1,6m luôn, nằm trong khoảng đó, có thể hơn có thể thiếu hơn chứ không có dưới. Để nó xíu thì đổi chỉ cho cụ thể cho bạn xem luôn. Đây, tổng thể cái cây tán tròn này các bạn rất là nhìn rất là bự luôn. Cây này đã được nuôi bộ tay găm đã lên hầu như là chín rồi. Các bạn thấy trống trống, các bạn nhìn thấy là mình quạt lá để mình kích bộ găm ra, nó đang đâm ra rồi mà nó chưa có đủ độ dài nên nó còn hơi chốc gì đó, nhưng mà cái dàn xương con các bạn nhìn thấy rất là nhiều luôn. Đây, tổng thể cái cây đơn này đây. Cây chỉnh cây bóng dù luôn, thoát thân lên tầm cỡ khoảng 60 cm, 50 lộ thân và lên khoảng 10 cm nữa thì bắt đầu cành nó túa ra đều ra. Rồi em dùng thước dây em đo hàm hảo cái đường kính tán ngang cái chiều cao giùm anh toàn cho lưng nữa. Tao căng thước dây ra, thước dây là 1,5m đó các bạn. Cắt kính giữa, vô kính giữa đó thì cái cây này là tầm khoảng 1,7 đường kính nha. Rồi cưng hào hào chiều cao ấy. Góc lên rồi, góc lên đó, đứng ngay mé lưng nó xíu thì là góc lên tầm có khoảng 1,2 m các bạn ơi. Rồi từ mặt chậu lên tới đỉnh là tầm có khoảng 1,3 m đó. Thì cái cây đơn này thì Đỗ Chí xin báo lại cho các bạn kích thước là chiều cao từ mặt chậu lên tới đỉnh là 1,3m và đường kính tán ngang là tròn 1,7m. Các bạn có thiện chí giao lưu cái đơn đỏ bóng sùm này thì liên hệ trực tiếp với Đỗ Chí bằng số điện thoại là 0939 968 685 thì Đỗ Chí sẽ cung cấp hình ảnh số đo cụ thể cho các bạn. Rồi cuối video thì Đỗ Chí xin trân trọng kính chào và chúc tất cả các bạn có một buổi trưa thật là vui vẻ.